Kính thưa các bạn, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023. Đúng theo cái lịch hẹn của bệnh viện Ung Bướu thì chuyến xe không đồng của Văn Lâm sẽ chở bệnh nhân Lê Thị Nga xuống bệnh viện để chạy hóa chất lần thứ nhất. Hôm nay cũng trùng vào ngày thứ tư, cho nên có 3 bệnh nhân cùng chạy thận nhân tạo ở bệnh viện 115, đó là anh Nguyễn Hữu Giáo và anh Phan Văn Hoài và anh Lê Đình Tâm. Như vậy là chuyến xe không đồng của Văn Lâm cũng chở luôn cả 3 bệnh nhân này xuống bệnh viện 115 chạy thận nhân tạo. Trong đó còn có thêm một bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Sáo, lại vừa bị đứt dây chằng đã mổ ở bệnh viện 115, cùng hôm nay quay trở lại bệnh viện để khám. Văn Lâm cùng chở luôn, chuyến xe không đồng của Văn Lâm cũng chở luôn. Như vậy là chở được 5 bệnh nhân cùng đi ngày hôm nay. Như vậy chúng ta sẽ lên đường thôi. Dư là đến nhà Ngã Cống đó. Tôi chở vợ trong Ngã Cống là 2 người rồi đó. Nó xuống là Hoa với Tấm là hết rồi đó. Mà xe ta thì đủ, thoải mái lắm. Vừa đủ. Vừa đủ bình nhân để bình nhân cả thôi. Bình nhân. Hôm nay sao là đi một năm sực cõi lại chính Giáo Tâm với Hoài là cùng đi một năm chạy thần nhân tạo nè. Là Nga là đi về Ung Bướu để chạy hóa chất lần 1. Chạy hóa chất lần 1. Hẳn quá, cái này biết sợ đi con ở. Chứ mà chứ chỗ người gây lắm. Chứ hẳn bình thường hẳn có bẻo. Hẳn có bẻo mà nó hả? Bình thường hẳn nó có thịt mới dư đã hẳn gây. Bình thường thì nó béo. Bình thường nó có thịt. Mà dư thì gây. Đến đấy thì xóm bộn nó mời bạn về xóm bộn chúng tôi mà xem đồng ruộng núi đôi sánh tươi, cây xanh quả ngọt hóa cười, mênh mang câu hát con người mến thương. Đến hội quán xóm hai cù, tức là xóm nho liên chuẩn bị là đến nhà bệnh nhân Nga. Có chứ nha, ai một bể nó sẽ mợi rồi. Nào biết được nha. Kiến hơi lành, đâm tá. Như vậy là đã đến nha chị Nga, bệnh nhân. Thôi, hôm nay xe không đồng của Văn Lâm thì chở vợ chồng chị Nga xuống bệnh viện Ung Bướu Nghệ An để chạy hóa chất lần thứ nhất. Thì chúng tôi cũng rất là mong là chị trọng khỏe để về là phục vụ gia đình và chồng con. Thôi mời vợ chồng lên xe ta đi. Đi sáo không? Chị đi xuống được không? Hôm nay chở toàn bệnh nhân cả. Đi khám chứ không? Ai đâu. Xe không đông đã đến nhà chị Nga và bệnh nhân cũng đã lên xe. Như vậy là lên đường thôi. Lên giờ nhá. Hôm nay chở bệnh nhân cả. Bệnh nhân này thì bị gân cột này. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo này. Bệnh nhân ung thư đó. Ở đường thì phải ở. Bắt đầu lên đường. Đường bê tông dày rộng cơ giới hóa, ruộng đông trường tiểu học hai tầng, trường mầm non đạt chuẩn, trạm xã cũng đạt chuẩn. Như vậy là xã ta nông về nông thôn mới rồi, cho nên là đường đi, đường bê tông đi từng nhà luôn đấy không? Không hề. Dạ. Anh cũng đỡ nhiều so với
Trước đây thì là cái lầu đang nó hình đầu đầu vốn quá hay. Thân vẫn đi cổng vẫn ứng ấy ơi. Tương lai là hóa chi trên hoa lị hay là hóa sử quân tử hay là hóa gian hóa chi đó. Biết đâu hoa mượn. Thì đó, thế chưa biết chứ. Hoa mượn phải là nhưng mà phi bò cái gì lâu cái làng hết đó. Một cái châu gì cái đẹp ngon hơn. Không đúc con bồn chơi. Đục cái bồn chỉ cái dành như nè, chọt bồn phu phú rồi bao là bỏ phấn bỏ các thứ trong cái lồng đó. Không lưu cái điện thoại của mình đi lờ máy mà của bơm ra về đấy. Alo cái nếu gặp mình đi đi mỗi gì vĩnh chẳng hạn ghé mới chờ mình phải về luôn, mà nếu như gặp cái trường hợp gì đó mình cũng để chờ, mà nếu trường hợp bận cũng chờ được thì là để kiểm xe khác mà về. Dạ, dạ. Cứ lưu cái điện thoại. Có những cái gì cứ alo gọi gọi cho anh Tương là chủ tịch hội chữ thập đỏ. Chủ tịch đấy. 0978 123 901. Đó. À, lưu cái đầu nợ. Tổ chạy thân thì mình cố gắng mỗi tháng chạy một chuyện. Mà tháng 6, tháng 5 thì rồi chạy rồi. Thì sang tháng 6 nữa đó là cái hợp ở đấy cũng được một chuyến đi rồi. Nếu mà gặp được chuyên về nữa thì đánh gì là tay. Như đến hết tháng lơ máy mất à. Được chuyện món đời chuyện chứ. Được chuyện món đời chuyện chứ. 1 2 3 9 0 1 978 sắp sửa đến Phan Văn Hoài rồi đó. Biết Phan Văn Hoài ở mô rồi đó. Anh Thủ Phan Hoài. Dạ, thủ trì. Thủ trì đó. Thủ trì, thủ trì. Nói thủ trì thì tưởng là thủ bèo hết. Nói thì trốt. Thủ trì đây. Thủ trì. Đó, Phan Văn Hoài là ra đó rồi. Tấm này bỏ đồng hồ ổng coi. Em ổng. Cô ơi, dưng nữa. Hả? Nói rồi không? Nắng mới đấy nói mà nắng đã nói phải nói vì mình chứ, bên đây nói vì úng nắng này. Đây bật cái đang nói lắm bữa trời, đang lắm bữa trời đây. Nên nổ từ ngoài. Bông á. Tấm. Tấm. Lon ngôi nhà cạnh bên ba nè. Ừ. Tấm quả lắm đó. Tấm cạnh nha nè. Đấy. Cũng có cái khổ mà nếu như mà không bệnh tật thì cũng có cái khổ của không bệnh tật. Đấy. Chuẩn bị xe có rất lâu đấy đây. Bệnh thì khổ bệnh, bệnh thì khổ không bệnh. Không bệnh khổ bệnh. Không bệnh. Đá trổ cái rồi cứ lo mà đừng cái gì cũng dạo á. Thấy không lắm. Đá trổ cứ đừng đi cái danh dạo rồi là phơi nắng. Rồi phơi rớm. Bây rớm. Bên bài như nam trong cái điều hoa. Nam trong cái điều hoa. Ừ. Nó lấy đấu. Bài nhìn khổ là đi bóng đúng không? Đúng không? Đó là ai bán mấy người hộ cái gì? Đi bây giờ đi đảo rồi. Đây. Mấy hộ cái ngôi anh kim tiên. Đừng có đi thôi. Nói ai biết cả. Đi mất đá. Đừng có đi. Đừng có đi. Đừng có đi. Đừng có quái tôi mới bước ăn mà. Được cái mấy cái quái này nha, thôi chị mua cái quái này nha. Mua cái màn gì? Ai ai thắc mắc. Mua cái quái này nha. Đi đạp với nhau, vừa anh nha em mà đi. Đi đi. Đó chứ. Đứng nơi hải rìu lại không có nguồn được cái lưng nhỏ. Ở đây. Không có đem món ơi. Đó bệnh nào đó. Đó cái bệnh đó. Khổ cái bệnh nó chơi cho. Chào. Đó cái bệnh kìa. Bị cho lắc trộn. À. Được không cái bệnh nữa. Dùng em ngon một hồi lâu quá trời. Nãy nãy như ông sai với chỗ sao em kính đời mà không chờ gì được. Dễ chán cho nó chờ gì chỗ. Vậy chứ.
Điên cái mổ ở mổ rồi. Ngon không? Người lễ đi nghe sao rạn đấy trên lọt đấy nóng nấu cánh đọc khổ lắm đâu tới đi lên đấy em còn khói quậy đó bận nắng ơi mày nắng em nắng em ôi chết bàn đi anh ấy nó khói cái à chứa chứa từ từ rồi rồi bàn mới khói chết bàn mới khói được chứ mà từ từ mất tuổi mới chết bàn đội nào từ từ tuổi nó lớn đây ừ. Muốn có ai cậy của anh thì từ từ rồi. Khi có anh thì giới thiệu rồi. Em vào YouTube à. Em cứ vào YouTube đi. Ở đâu? Sao rồi không? À, tao chào mỉm mỉm với em. Em vào YouTube đi hả? Dạ. Em vào YouTube đi. Ừ. Đi xuống lâu không? Đi xuống lâu nữa rồi. Quá nha, từ từ nha, từ từ nha. Có nó mạt hơn hình. Mạt thẳng quá hình. Alo, ai gọi à? Nói. Vitamin A sợ nếu đi dung mới nhận thì em gọi lên cho thông báo nhá. Co hết chứ, sáng sợ nếu mới đi nhận thì dung. À, đấy nhá. Thêm cái mò thông báo, rồi. Thế nhá. Tìm kiếm xong rồi, ông bấm mấy cái tìm kiếm bên này. Ông bấm một lô 1, số 1, 2, 3 nha. Bấm ấy. Rồi, bỏ qua số A công, có số A công không? Thoạt lái. Có cái số 1, 2, bấm mình mới ra được A công nhé. Dạ. Mở lại, mở dưới tôi biết. Từ từ, đừng có lật tật. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh rồi. Đó. Bấm tìm kiếm. Đấy. Bấm tìm điểm này. Thì quái nè. Có số 123 đúng không? Đấy. Có đây bấm A công đây phải không? Yeah. Rồi chỉ quái là Nguyễn Văn Lâm không dấu. Nguyễn Văn Lâm không dấu với Nguyễn liên tắc. Nguyễn Văn Lâm liên tắc. Nguyễn Văn Lâm không dấu được. Đây cho Nguyễn Văn Lâm 1068 chưa? Yeah. Bấm một nữa. Đó. Bấm cứ đăng ký. Khi mình trồ lên nổi đó, ông coi chi coi đây. Yeah. Nha. Yeah. Anh nghĩ bữa sau cái chương trình đi lên không thể lên đấy. Phải coi. Có nhiều lắm. Bữa đấy hình như ba anh em tay còn một người vẫn chưa đăng ký mà đó. Rồi. Hoài chưa đăng ký. Hoài mình ẹ. Mình ủng hộ ủng nó ủng hộ mình. Như vậy mà giờ YouTube ra đăng ký luôn như mình luôn đi nói lên công việc nói như Nguyễn Văn Linh ấy công việc cân lòng ấy cân lòng ngay ủng hộ kênh nhanh này nhanh sợ mà Linh lo lại nói chuyện với cha đền câu ông bôi rồi. Lúc này là 8 giờ rưỡi là vừa đẹp thôi. Đấy, 8 giờ rưỡi vừa đẹp. Lắm. Lắm, vừa đẹp. Thủ giờ là vừa đẹp rồi. À. Vừa lắm đâu. Đi rồi chờ đợi mọi. Túc tạc ra rưỡi chứ. Ngồi chơi vậy mọi. Túc đi rồi. Đi sợ mọi vậy. Đi sợ mình có mình về không hả? Mình ăn lịch với trưa đang cô giáo rồi lắm. Lịch là hoài nói nha, chứ không phải, không phải là ngã nói mà không phải là sáo nói mà nha. Ê. Có sáo rơi đi, cứ rơi. Rơi gì? Hoài là đăng ký xong kênh chưa? Chưa, thôi dùng năm chạy mất. Mở YouTube ra. Mở YouTube 1, 2, 3, công. À công, Nguyễn Văn Lâm khập Việt lên không dậu, 1068 là đừng có bấm 123 mà bấm cái ô 123 để trên giá cái ô mà bấm A công à hiểu không nè chứ cái gì ơi đâu mình nâng cấp đấy hả thì đang nghĩ mình ôi vẫn cho, cái thằng mới lai xẻ này đấy mình vẫn là cảm thấy là cái lồ nó ứng ra gì mà họ là qua hồ sửa mình cảm thấy tiếc cái lồ hứ thì cái lồ hứ trên hứ rất là họ đóng rửa nhớ hứ thì mà mình giống lắm ấy thì rửa là nghe cảm thấy đó. Đó, không
khóa tay mùa chỉnh chứ, chứ không phải đi lên đó mới dừng lại nấy gì đây chứ. Dù thắng đâu thế. Nhiều là tụt cả. Thôi. Đừng có bợt nhờ là được. Đừng có bợt nhờ ấy được. Đi. Khí quá nghe nói dậy Vĩnh mưa to. Chột ra vẫn phát trực tiếp là mưa to đó. Cái sáu đỏ là chột tứ cũng phát trực tiếp mưa to đó. Cống xuống vậy mà ổn định là bên chí thì có thể về, hoặc là nếu mà vợ mà chạy hóa chất thì phải ở lại chạy sóng đi về chứ. Đấy. Thế không phải rưỡi chứ thầy vợ không yêu yếu. Thứ hai nữa là không phải có hai người. Chứ con là một đứa đứa đâu hoặc là mười không? Dạ, là đúng đúng phải nhỏ đến ngoài ạ. Chứ cái đứa vừa phải đỏ đứa vừa ống đủ đó. À bữa nào đứa thứ ba cho nó ống đủ đó. Mấy đáy à, mấy đáy chứ. À đúng rồi, mấy đáy vừa là nó sáu uống thuộc sáu miếng cho quay ra lại. Dạ. Thôi chứ. Nó lấy nó. Ờ thì tao mình dành rồi nè, uống thuộc đó đi tắm nước lạ nữa đi sao lắm. Nếu như mà trở lại trạm ngáy khí có những dấu hiệu như mình nói đó, mình thấy cũng trở lại rồi thôi. Như dùng bệnh mùi đâu thế nào? Trong tổ thể chị em à? Trong tổ rung luôn, hiểu nó doa nó trong. Chưa, mình là mùi thứ hai thứ ba chứ mới xuống, mình tóc mới rung hết chứ. Hai mùi lên rung hết lên. Nghe mùi đau mới bỏ rồng, anh thủ bản đi. Anh thủ bản. Chính bản chạm này chứ. Bản chạm nha. Bản chạm này. Không, khi nó rung đợt hai. Anh rung là khi anh rung là tua lại bản tốc rồi chứ. Rung là rung thì nhẹ trọ đợt. Đợt rưỡi nghỉ. Họ mới nói là sữa rau thì nhẹ cầm ham. Đó đó. Cắt trôi ăn rồi. Con người ta bừa mình chạy cái mình chờ con nó mình nói trong xe không có khi không có trong yên tâm như bài là... bài như chụp bình về nó có điều hòa cho nhà đây là như chuồng nhà đến bàn mình và đến ổ con bắt con thiếu chứ như chuồng uống biểu làm thế anh tạt vàng người và chặn mình thì giờ chặt vàng chết chứ luôn á chết cái nhà người chặt mình nhà cả xa chặt mình chặt luôn xuống dưới đâu ấy đi đâu đưa tù gì thần đấy chặt đấy nhá áo dùng thì chân dùng rửa cả ấy rồi tao nói là hoa cà lan chúng ta còn tân đinh sống nó mình cùng chờ một chuyện không đông rồi đó. Thích mỗi hở mới chờ để đứa lại nụ cười cho trẻ vừa nào đi cùng sớm. Thích mới xuống bên bà. Vừa nào là bác sĩ nước ngoài lấy về để mổ ở bệnh viện quốc tế Vinh. Ấy, thì ai mà biết được. Nó hãy lên trường như bác. Nhiều. Thay hược rồi chứ. Cười ra nước ngoài như nào. Cứ vui vẻ vui tươi như ông giáo rồi cứ nói chuyện là mấy không bệnh chứ mấy khổ kiểu không bệnh mới chóa bệnh cho khổ kiểu bệnh chứ nói nữa thì sợ ông của cái bài nhá ấy nam mới trồng điều hoa từ đồng viên mình mới bắt đầu trượt sáu giờ một là chạy cái chạy tục mạo mà chạy chạy thì như giấc ngủ biết đấy chứ nói là không phải người thầy nào cũng được. Chạy như ta. Đó, là khỏe rồi là mẹ.
cháu ừ, là con cháu là người cơ. Con cháu người cơ nhanh quá khóc khóc già nước mắt là tâm tổ. Con cháu là người cơ vậy. Cái con cháu cười khẹt khẹt. Núi nguộc. Đấy mau hay định đó cái cha được bờ mà hay bù. Đấy cái thoải mái rồi. Xác định rồi đấy. Xác định rồi đó tốt. Chứ nó có chí hơn nè. Xác định rồi. Có cái clip mình chở hai con ở Thanh Đức về với mình này, con người ta là má quên một chút. Cái quên đầu tiên là vẫn là quên mọi hận thù. Cực chi ai thì cực cái tổng quên ấy. Như Việt Nam nó cực Mỹ cực Pháp lắm luôn ấy. Chứ mà dư cực Trung Quốc lắm, chứ mà dư phải quên ấy để mà kết bàn lại mà nắn. Đó là cái cực đó. Cái thứ hai là quên tuổi tác. Quên tuổi tác thì mình sâu mới rồi nhưng mà vẫn nói câu lên năm nay anh sậu mới tròn một vài bộ phận vẫn còn thanh niên, cái trẻ trung đó đứng nghi chứ tuổi đạt kia sang lên 70 74 lên năm nay anh 74 từ trên xuống dưới chẳng hứa cái gì, tốt nhất là cái bu giấy đó, khi cần đánh lửa tức thi phòng ngay ở nhà là xem cho hay, đi sang nhà hàng xóm là chưa say chưa về à, nên vì cứ thoải mái nghi tuổi tạc lên đó, đó là quên, nó là quên tuổi tạc. Cái thứ ba là quên bệnh tật. Quên bệnh tật là đấy là giả sử đấy là có những bệnh ung thư này, có bệnh là chạy thần này, có bệnh đau trục cụi đó này, linh tinh trong cái xe này còn nhiều bệnh này, nhưng mà nó ung thư giai đoạn cuối gần chạy rồi, nhưng mà ai hỏi này tôi khỏe mạnh bình thường tôi có bệnh gì không, cái này là tôi khỏe mạnh bình thường tôi có bệnh gì mà ai nói mà tôi cũng nghe chị mới đây, cái này rồi thôi trong người là quá thoải mái rồi, nó mới gọi là bá quên một chút. Khi một chút ta không có một chút tao uống rượu tao không có một chút nữa, đi hút thuốc tao không có một chút nữa, đánh bài tao không có một chút nữa, đi cầu của tao không có một chút nữa, đi không có một chút cả, mà cuối cùng con em tao vẫn có một chút đó thôi, có gì mà như kiểu mua hoa như ngồi để trên nhìn có con em mà trong đang như bình mượt cái hình thế này béo thế này ai múp múp với đi cái này chứ ưng lặng với đó hết nó muốn trò mà chứ mà chẳng khóa tầm bộ con mắt tầm bộ con mắt thì mà rồi như cái này sao nói ông trai này chứ ưng lắm xem lắm mà hắn cũng dày với chịu xem lắm mà nó đấy mà hắn cũng dày cho đấy chịu đấy là sắp đến một một năm rồi nè, chỉ còn vài phút chứ là thôi xong cái này chuẩn bữa sau đấy. Không, cái này không phát trực tiếp, cái này là ghi hình. Ghi hình xong về mình cắt để những cái gì không nên không phải không ứng, cắt hết rồi mình đăng lên cái YouTube như cái này đó. Thế trực tiếp mình không phát. Phát trực tiếp mình kiếng. Kiếng cũng phải vì gì? Kiếng vì là mình là cán bộ y tế đang giờ làm việc hành chính. Bây giờ mình đi làm việc từ thiện này cũng là rất tốt. Nhưng mà nói pháp luật là vẫn sai là vì bỏ việc đi, dù rằng là công việc mình làm việc tốt cho mình lắm, như này không ai đi, mình đi lấy tiền cũng cả rồi mình thì đi khỏe lên mình đi không đông, mình phải đi không đông mình mới nói không đông chứ đó nè, mà đã đăng lên là phải là chuẩn à, đăng lên là phải chuẩn, phải đăng lên YouTube thì để cho mọi người cũng biết, mọi người để mà thực chất ra là cũng là một cái sự đam mê rồi là một cái đấy là để lưu lại kỷ niệm. Em thấy ông đang rồi, mình nói rồi. Ai tham gia bị tù mất chết. Mình nói ra lấy tiền ra nói. Đợt trước là cùng mổ cắt ở Cơ Rơ Mô rồi. Mà họ hẹn vừa đi xuống hay nó rồi? Họ hẹn
À, hoàng ừ, hoàng đi rồi, hoàng đi về đó, rồi đi. Rồi tới đi. Đã khóa cửa đóng đây rồi này. Cho em vớm để bên nhận em chỉ chụp cái ảnh là vì cho em chạy không đông nên em ra cho em không để đi đâu chỗ đâu để cái mất đỏ em chụp cái ảnh xong em ra luôn đấy rồi tôi xe đỏ cái xe đỏ ra nhé đỏ bác đi theo anh sao người ta ý mà ta chụp cảnh ta đi chứ còn yeah. Phải tím em đón anh về Thành Vinh quê em nghe sóng biển em dòng lam ru hời đây Thành Vinh qua bao dòng tổ Vinh vẫn kiên trung cửa ngõ miền Trung đẹp tươi thành phố đỏ đây những con đò xuôi ngược đẹp tươi cầu ta nối nhịp đôi bờ dòng Lam chuyến xe không đông của Văn Lâm hôm nay là chở được 5 bệnh nhân 4 bệnh nhân thì ở bệnh viện 115 và một bệnh nhân về bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Thì bệnh nhân đã đến viện và bây giờ trên đường trở về. Chuẩn bị đến nhà sậu đấy.